một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quên đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan lung toàn đầu hàng cánh quân xâm lăng, hòa bình phải trong vinh quang để công lao và máu xương hùng anh. Nào đứng lên bên nhau, nào cùng sát vai bên nhau, thề nguyện với vung tay cao, quên đấu tranh những khi nào đạt thành mong ước. Vẫn nước trong tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta, chân ấm đu trên các thêm sơn hà. Quyền chiến hay quyền chiến, quyền chiến quyền không cần hòa bình đen tối, chẳng nên nhiệt ngồi chung với bát nước không đôi. Quyền chiến hay quyền chiến, cho cùng dù mình phải chết để ngày mai sống với chúng ta sống còn. Vẫn nước đang vươn lên, hàng ngàn chiến công chưa quên, hàng vạn sát thân vong lô đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân. Thế cho bao lùi tranh, nổi tư với quân dân này, ta đã chết chứ không hề lùi, mình không hề thắng quân quê hương. Ta đã chết chứ không hề lùi, mình không hề thắng. Không cho tôi xuống đường để tỏ bày.
tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu, ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu, sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi. Dân tộc anh ở đâu, sao đang tâm làm tay sai cho tàu. Để ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay trên miền tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn. Sao bắn tôi làm điều gì sai. Xin hỏi anh là ai, sao đánh tôi chẳng một chút nương tay. Xin hỏi anh là ai, không cho tôi xuống đường để tỏ bày. Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu, ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu, sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi. Dân tộc anh ở đâu, sao đang tâm làm tay sai cho tàu. Để ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay trên miền tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn. Việt Nam, không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn. Việt Nam. Thank you.
Hoa Kỳ. Các quý vị, buổi lễ chào cờ chấm dứt, thứ hai có mưa gió bão bùng, chúng ta phải quyết tâm đứng trước cái lễ chiều hóa của trung trọng và nói lên cái lời là chúng ta chống đấu tới cùng, cải xâm lược. Chúng ta ở sau phía trước cái khí hậu có mưa gió bất thường và không sao cả, chúng tôi cũng đã bệnh nhưng mà ráng gồng lắm chiến đấu tới cùng. Sau đây tôi mời anh bác sĩ Vũ Đức Vượng có xin lỗi nha, Vũ Đức Vượng Việt Cộng và Phạm Đức Vượng là người quốc gia dân tộc. Mời bác sĩ Vượng. Sau đây với chiến hữu, kính thưa tất cả quý vị đang theo dõi trên các đài truyền hình và trên thao tác. Hôm nay chúng tôi có mặt tại nơi đây gồm có nhiều đoàn thể
và đồng hương để cùng nói lên ý chí chống lên Tập Cận Bình, kẻ đang là chủ tịch của Trung Cộng, với những âm mưu xâm lược và Hán hóa Việt Nam. Dù là mưa gió, dù là ở xa, anh em chúng tôi, các đồng bào chúng tôi cũng có mặt nơi đây để gửi đến một thông điệp cho Tập Cận Bình hôm nay đang có mặt sẽ được Tổng thống Donald Trump đón tiếp tại Florida. Tuy xa xôi chúng tôi không đến được, nhưng nơi San Francisco này chúng tôi cũng sẽ có mặt nơi đây trước tòa lãnh sự của Trung Cộng để nói lên tiếng nói tố cáo của Trung Cộng với sự tiếp tay của Cộng sản Việt Nam. Đây cũng là lời nói để đánh động lương tâm của đồng bào của thế giới trước sự nguy cơ tồn vong của nước Việt Nam. Một lần nữa, cảm ơn tất cả các hội đoàn đoàn thể đã cùng họp với nhau để cùng đưa lên cái lời thành nguyện đến Tổng thống Donald Trump sẽ có thái độ với tên Tập Cận Bình. Xin trân trọng kính chào quý đồng hương và quý đồng bào. Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Duy Vương rất nhiều, một chiến sĩ có cùng chúng ta chiến đấu rất là bền bỉ, rất là lâu, và anh ta là một trong những người trong đứng ra tổ chức buổi biểu tình hôm nay. Đến đây chúng ta thấy có sự hiện diện của chủ tịch cộng đồng Berkeley, anh là Phạm Hữu Sơn. Trân trọng kính mời anh Phạm Hữu Sơn có đôi lời phát biểu trong cuộc biểu tình hôm nay. Mời anh Sơn. Chào, tôi Phạm Hữu Sơn, chủ tịch Ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Bắc California. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý đồng hương ở trên khắp thế giới và kính chào toàn thể quý đồng hương ở trong quốc nội. Kính thưa quý vị, đứng trước hiểm họa mà bọn Trung Cộng đang dần dần lấn chiếm đất Việt Nam, chúng tôi tất cả những người Việt ở hải ngoại rất lấy làm căm phẫn và hôm nay tụ tập ở nơi đây để đồng hành với toàn thể quý đồng hương ở trong quốc nội. Chúng ta nhất quyết đuổi bọn Trung Cộng ra khỏi đất nước Việt Nam, giành lại quê cha đất tổ, những mảnh đất thân yêu mà cha ông của chúng ta đã tốn biết bao nhiêu công lao để gây dựng. Bọn Đảng Cộng sản đã đang tâm vì quyền lợi bè đảng của chúng. Chúng đã bán đất bán biển cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày hôm nay, Tập Cận Bình đang gặp Tổng thống Donald Trump ở Florida. Chúng tôi muốn gửi một cái thông điệp đến cho Tập Cận Bình biết rằng là nhân dân Việt Nam không bao giờ chấp nhận, không bao giờ đầu hàng, không bao giờ có thể đánh bại, và bọn Hán Cộng đã nuôi cái ý chí xâm lăng Việt Nam không biết bao nhiêu ngàn năm nay rồi. Đến ngày hôm nay được tiếp tay của bọn Đảng Cộng sản, bọn chúng đã xâm nhập vào đất nước Việt Nam bằng mọi hình thức. Chúng tôi xin cảnh báo tất cả mọi người, và hôm nay chúng tôi tập họp ở nơi đây để thể hiện sự quyết tâm của toàn thể đồng hương ở hải ngoại và cùng đồng hành với đồng bào ở trong nước quyết dẹp tan bọn Cộng sản Việt Nam. Cảm ơn. Quý vị không có hiểu sau đây. Đại Đảng Cộng sản! 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 Get out of Vietnam. Thưa quý vị, cái cuộc biểu tình hôm nay được một sự hướng rất là mạnh và một thanh niên đại diện trong số thanh niên của những người tị nạn kêu gọi chúng tôi phối hợp ủng hộ để tổ chức biểu tình hôm nay nói lên cái nguyện vọng của đồng bào của người Việt yêu nước. Mời thanh niên Đoàn Lập
có phần là phát biểu. Xin cảm ơn chủ tịch. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi tới đây là để biểu hiện cái ý chí của người Việt chống Trung Cộng đã tấn công và giết hại ngư dân Việt Nam, đã chiếm lĩnh quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam và còn tiếp tục làm những chuyện. Thế là chúng tôi quyết định là có một cuộc biểu dương hôm nay. China need to get off South Asia Sea. Get off! Get off! China, stop killing, harassing. Stop killing and harassing Vietnamese fishermen. Stop. Và đặc biệt ngày hôm nay, ngày 6 tháng 4, cũng là tròn một năm thảm họa Formosa. Chúng tôi chia sẻ với đồng bào Hà Tĩnh và đồng bào quốc đội những mất mát, những đau khổ, những thiệt hại. Và chúng tôi rất là hoan nghênh các cha Phan Văn Lợi, Phan Văn Lý đã đứng lên nỗ lực để thực hiện cuộc đấu tranh này. Một lần nữa, China, get off South Asia Sea! Get out! China, stop harassing and killing Vietnamese fishermen! Stop! China, get off Vietnamese! China, get off! Cảm ơn quý vị. Các hội đoàn mà có ý tham dự và có mặt ngày hôm nay, trước hết là tập thể chiến sĩ Việt Nam của Tây Bắc Hoa Kỳ, hội Diên Hồng Thời Đại, ông Triệu Hà, hội trưởng địa phương quân, nghĩa quân, và chị Ngọc, hội đồng liên kết đấu tranh, ông chủ tịch Phạm Hữu Sơn, cộng đồng người Việt quốc gia Berkeley, quốc Việt khối 8406, anh Trần Kim Thiều khối 8406 Auckland và là hội trưởng hội có liên viên học quận Vịnh, ông Lưu Vinh phòng 8406 Marine County. Chúng ta cũng có mặt của cựu dân biểu Trần Minh Nhật, có Bùi Hữu Phú, San Francisco. Truyền thông chúng ta thấy có Mỹ Lợi, Việt Vương Vịnh, Trương Xuân Mẫn và Danh Duy Quang, Thanh Duy Cơ Vàng, một số anh em của Việt Tân và một số anh em Việt Nam Quốc Dân Đảng. Có gì thông báo chúng tôi sẽ thông báo tiếp. Và sau đây, thưa quý vị, tình hình đất nước đã rất là nóng, đến hồi quyết liệt dưới sự kêu gọi của linh mục Nguyễn Văn Lý, tất cả đồng bào Việt Nam đã xuống đường và quyết tâm. Việt Nam đã súng đã đổ, máu đã đổ và quyết lật sao bằng chính thể độc tài mà đã dâng hiến cho bọn tàu cộng. Tôi mời một vị đại diện của 8406 Hoa Kỳ, anh Quốc Việt, có phải là ý kiến? Dạ, cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, trên tinh thần của Liên Hợp Quỹ Dân Lý, tất cả mời ngồi, tất cả chúng ta sẽ trở thành thành viên dẫn động của tập đoàn tại Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng với quốc nội để có thể đấu tranh cho Việt Nam không cộng sản và thoát rung. Chúng tôi rất hân hạnh được cùng với tất cả quý vị. Chúng ta nói lên thoát rung và bằng mọi cách cùng với quốc nội, chúng ta luôn luôn yểm trợ các cuộc diễn lên tổng lên tại quốc nội. Xin cảm ơn quý vị. Dạ. Cộng sản bao nước đã đảo, đã đảo Trung Cộng không ao, đã đảo, đã đảo Trung Cộng không ao, đã đảo. Việt Nam đã kết thúc bao nước, kết thúc, kết thúc. Việt Nam đã kết thúc bao nước, kết thúc, kết thúc. Việt Nam đã kết thúc bao nước, kết thúc, kết thúc.
Thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy có một số thanh niên cờ vàng của Bắc Cali lúc nào cũng có mặt trong những buổi biểu tình chống lại bọn cộng sản, kẻ thù trong là cộng sản Bắc Việt, cộng sản Hà Nội và kẻ xâm lược là bọn Trung Cộng. Tôi mời cô Sơ Đi Quang đại diện thanh niên vàng có đôi lời phát biểu. Tôi tên là Jenny Wang, hôm nay tôi có mặt ở tòa đại sứ Trung Cộng để nói lên Trung Cộng phải get out nước Việt Nam, không được xâm lấn nước Việt Nam và đừng có mơ mộng, đừng có mơ mộng là coi như là năm châu. Cho nên việc cộng sản Việt Nam á, lúc nào cũng vừa nhục vừa hèn là tay sai của cộng sản. Cho nên hôm nay Jenny lên tiếng nói cho tất cả các anh chị em đoàn thanh niên cờ vàng và chào tất cả các đồng bào ở quốc nội. Chúng ta hãy đứng lên lật đổ cái chế độ cộng sản gian ác nhà bảo tàng để chúng ta có được một cuộc sống tự do, nhân quyền và dân chủ. Dạ, em xin hết. Get out of Vietnam. Cảm ơn quý vị. Đến bây giờ thì chúng ta nhận thấy có một số vị đại diện Diễn đàn Dân Chủ nước Việt Anh Bồ Văn Lập và chị Cao Thị Tình đại diện cho Lương Tâm Công Giáo, cô Thái Hằng, đoàn Mê Linh và nhà báo Huỳnh Lương Thiệp bảo mẫu sản phẩm Sico. Sau đây chúng tôi thấy có một cái phái đoàn đến từ Ấn Linh, đó là những người mà bị bảo vệ, những cô lão ở miền Bắc Cali. Trân trọng kính mời cựu dân biểu Trần Minh Nhật đại diện cho hội trưởng Thiều đến phát biểu đôi lời. Mời dân biểu Nhật. Vâng, quê ra Minh Nhật. Kính thưa toàn thể đồng bào trong nước và ngoài nước, hôm nay bà con San Francisco và những vùng phụ cận đã tập trung tại đây trước tòa tổng lãnh sự của Cộng sản Trung Cộng. Chúng tôi tập trung để nói lên cái tiếng nói của cộng đồng Việt Nam phản đối mạnh mẽ sự xâm lăng của Trung Cộng vào lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam. Sự xâm lăng của Trung Cộng vào Việt Nam, chúng đã thành công và tiếp tục thành công do đâu? Do bọn Việt Cộng đã rước bọn Trung Cộng vào để xâm lăng đất nước của chúng ta. Chúng tôi tập trung tại đây để nói lên sự đau khổ của đồng bào trong nước ở hải ngoại này. Bà con không thể làm ngơ, không thể bỏ mặc cho sự xâm lăng của Trung Cộng. Và chúng tôi tập trung tại đây cũng để nói lên cái tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ sự đấu tranh của bà con trong nước. Và sự đấu tranh đó phải quyết liệt, phải mạnh mẽ. Chúng ta phải làm tới nơi, tới chốn. Ở hải ngoại này, chúng tôi tập trung 100 người, 500 người, 1.000 người rất dễ. Còn ở trong nước, tập trung 500 người, 5.000 người, 50.000 người để tiếng nói của Việt Nam. Chúng ta để bọn Việt Giang, Việt Cộng nó nghe theo để chặn đứng sự xâm lăng của Cộng sản là khó khăn. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng mỗi người dân có trách nhiệm và mỗi người trong nước có thể làm được nhiều việc đối với Trung Cộng. Bà con có thể tàn phá sập những cơ sở của Trung Cộng và phải đuổi toàn thể
dân Trung Cộng tràn qua Việt Nam để chúng ta cứu nước. Mỗi người trong đất nước có thể làm được nhiều việc và làm để thành công. Đó là quan điểm của chúng tôi. Hải ngoại nói lên tiếng nói để yểm trợ sự đấu tranh của đồng bào trong nước. Mong đồng bào trong nước mạnh mẽ đứng dậy và xua đuổi bọn Trung Cộng và bọn tự cộng. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy có một vị đại diện, một đơn vị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đó là đơn vị diễn địa phương quân, nghĩa quân. Nhưng mà lần này anh cũng tháp tùng vượt biên, hành quân vượt biên. Mời ông hậu trưởng Triệu Hoa, you can speak English. Did you know why we're here? Yeah. Because today, tomorrow, President Trump will meet Tập Cận Bình. I don't know he Tập Cận Bình in Chinese, but we here be again that we want President Trump not work with Tập Cận Bình. You know China. They already intend to invest Vietnam, and now they try to invest Vietnam little by little. And to the year 2020, then we take over Vietnam. We don't want it. We come here. We again there. Please hear us. Do again. China. Okay. Thank you. Okay, thank you. Đào Nguyên Đặng Cảm ơn. Đào Nguyên Play China. Đào Nguyên Play China. Làm sao là có Việt Nam? Việt Nam. Khi tôi làm sao là có Việt Nam thì các bạn kêu là của Việt Nam. Sau khi chúng ta làm lễ đây, phát biểu của một vài vị đại diện các đoàn thể tham dự, thì chúng ta sẽ biểu tình vòng quanh khu bao vây cái sứ quán của Trung Cộng và cách đi từ đây đến chỗ mà nó xin visa. Phía sau nó không phải chỗ chúng ta để đến để biểu tình, mà chúng ta biểu tình ngay trước mặt trước diện đó, chứ không phải chúng ta biểu tình ngã sau cộng sản. Thưa quý vị, thông cảm như vậy nha, đừng thấy rằng tại vì sao quý vị thấy nó mở cửa dân đi vào xin visa, nhưng mà thật sự bên trong nó đang làm việc. Nó thấy sự chống đối của tôi, nó đóng cửa nó trốn đó. Nhưng mà video nó vẫn thi của chúng ta đây đấy. Quý vị cứ tự nhiên đến đây, đó là cái sự chống đối Trung Cộng của chúng ta để cho chúng ta thấy. Thưa quý vị, những bô lão mà đến với những biểu tình hôm nay, chúng ta thấy một đơn vị, một hậu đoàn rất là có tinh thần, đó là hậu Diêm Hồng thời đại. Chúng tôi trân trọng kính mời cựu chú Tấn đại diện Diêm Hồng thời đại. Và thưa quý vị, cái hậu hội này cũng đến, sẽ đến sân Phi Con ngày 9 tây để cử hành cái ban tế lễ đền hùng tại sân Phi Con. Cảm ơn. Mời bác chú Tấn. Kính thưa quý vị đồng hương, kính thưa quý vị đại diện các hội đoàn và các cơ quan truyền thông, chúng tôi là chú Tấn, hội phó Diêm Hồng thời đại. Hôm nay tôi đến đây để cùng với cộng đồng Việt Nam, cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali, cũng như là tất cả các hội đoàn ở San Jose và vùng phụ cận đến đây để tỏ ý chí đồng hành với đồng bào trong nước. Chúng tôi rất là hoan nghênh, nhiệt liệt ủng hộ tập hợp quốc dân Việt do cha Lý đã phát pháo để mà biểu tình từ ngày mùng 5 tháng 3 cho tới suốt năm 2017. Chúng tôi nghĩ rằng đây là thời điểm mà toàn dân Việt Nam phải vùng lên để cứu nước. Nếu không thì chúng ta sẽ trở thành một Tây Tạng thứ hai. Do đó chúng tôi kêu gọi đồng bào ở trong nước, là đồng bào hải ngoại, chúng tôi không bao giờ
đó là bỏ rơi đồng bào trong nước. Luôn luôn chúng tôi sẵn sàng yểm trợ đồng bào trong nước. Chúng tôi yêu cầu đồng bào trong nước hãy mạnh dạn vùng lên để cứu nước, cứu dân trong thời điểm đặc biệt này. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Down with communism! Down with communism! Red China, get out of Vietnam! Red China, get out of Vietnam! Thưa quý vị, một vị bà lão vừa phát biểu, buổi trình hôm nay có nhiều màu sắc, nhiều thế hệ lắm. Chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu một nữ sinh, một thiếu nữ đã có một cái tinh thần yêu nước và mực đến đây. Chúng tôi mời cô Quỳnh Như Sơn Jose đến từ Sơn Đê phát biểu. Từ sao Jose con đến đây hôm nay là để tham gia lời kêu gọi của linh mục chống lại chế độ bá quyền của Tàu Cộng, chúng giả tâm bành trướng lẫn chiếm đất lẫn hải đảo của Việt Nam do sự cái hèn hạ bán nước của chính phủ Cộng sản Việt Nam. Đồng thời con cũng muốn kêu gọi đòi hỏi tự chủ, nhân quyền, công lý và dân chủ cho những người dân Việt Nam đang ngày đêm bị đau thương đàn áp bởi chính phủ Cộng sản Việt Nam. Con đàn thì Quỳnh Như con xin cảm ơn ạ. Tôi hôm nay những hội đoàn thể và chúng ta có cũng có những phong trào yêu nước nữa. Chúng tôi mời một vị đại diện phong trào 8406 đến từ sân. Thưa quý vị, bên kia cầu đỏ có một đơn vị sân Rafael. Mời anh lên. Anh đến từ Marin County, trưởng văn phòng 8406 Marin County. Mời anh lên. Xin cảm ơn anh Phú và xin cảm ơn tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị đồng bào trong quốc nội và quốc ngoại, chúng ta đừng nên bị Cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam du ngủ lâu rồi. Chúng ta nên thức tỉnh đi. Trong tương lai, Đảng Cộng sản hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang tính sang nhường đất nước thân yêu Việt Nam chúng ta để thành một thuộc địa của Đảng Cộng sản Trung Cộng. Xin quý vị hãy cùng chúng tôi đứng lên gào thét bảo vệ cái đất nước thân yêu của chúng ta. Đã ra Đảng Cộng sản. Đã ra Cộng sản. Đã ra Cộng sản. Thưa quý vị, chúng ta có sự tham dự của hội đồng liên kết đấu tranh. Xin mời cô Hằng. Đây, cô Hằng đăng áo cho chiến sĩ mùa đông đây. Xin lỗi, và cô Bích Ngọc. Tôi nhiều kính thưa quý vị quan khách, tôi là Minh Ngọc, ở trong hội đồng liên kết đấu tranh quốc nội và hải ngoại. Hôm nay chúng tôi theo lời của ban tổ chức mời đến đây để tham dự cuộc biểu tình chống sự có mặt của Tập Cẩm Bình. Kính thưa quý vị, Tập Cẩm Bình là đại diện cho nước, cho Đảng Cộng sản Trung Cộng Trung Quốc á, nó có tham vọng là giết chết dần mòn tất cả mọi người trên thế giới và có tham vọng làm bá chủ. Cho nên là chúng tôi đến đây tỏ cái thái độ chống Tập Cẩm Bình và chống nước Cộng sản Trung Quốc. Xin Tổng thống Donald Trump rất là cứng rắn, không có giao thương với lại Trung Cộng, đưa tất cả các hãng xưởng của nước Mỹ từ Trung Quốc về đây để đem công ăn việc làm tới cho đồng bào. Còn đối với Việt Nam, Trung Cộng dần mòn chiếm từng mảnh đất, từng là lãnh hải của nước Việt Nam. Hiện bây giờ Trung Cộng đã đưa quân xâm chiếm rất là nhiều tỉnh của nước Việt Nam. Xin đồng bào quốc nội hãy đứng lên tất cả mọi nơi, noi gương theo đồng bào của Lộc Hà và Kỳ Anh, xuống đường, đình công, bãi thị, không có đến trường. Làm như vậy tất cả khắp nước Việt Nam thì Cộng sản sẽ đầu hàng. Xin kính chúc mọi người có nhiều sức khỏe để tiếp tục con đường đấu tranh còn dài, còn gay go. Xin thành thật cảm ơn. Cảm ơn cô Ngọc. Thưa quý vị, truyền thông báo chí rất là mạnh,
Hôm nay tại đây chúng ta hân hạnh mời nhà báo Quỳnh Lương Thiện của Sông Phi Cô có đôi lời phát biểu. Mời anh Thiện. Dạ vâng, cảm ơn Phú. Kính thưa quý đồng hương, hôm nay là ngày trời mưa rất là lạnh, mà đồng bào từ xa, từ San Jose, Oakland, San Rafael, Marin County cũng như là San Francisco đã đến đây để hỗ trợ cuộc đối đánh của đồng bào trong nước, cũng như để lên tiếng chống đối tên Tập Cận Bình tới Hoa Kỳ để gặp Tổng thống Donald Trump. Thì thưa quý vị, hôm nay trời mưa lạnh, lúc nãy có vài vị cũng như là cô Minh Ngọc có hỏi tôi là anh Thiện mặc áo như thế này có lạnh hay không? Thì tôi trả lời là nếu mà hỏi tôi mặc áo như thế này có lạnh hay không đó, thì cũng giống như là hỏi đồng bào trong nước bị công an nó đánh nó đập có đau hay không. Thưa quý vị, tôi hôm nay mặc áo này, tôi xin giới thiệu quý vị, cái áo này là do phong trào Hương Ca đã làm hơn 10 năm trước. Đây, nó có những tiếng Tàu là Hoàng Ngã Sơn Hà, có nghĩa là trả ta sông núi. Chúng ta đến đây để yêu cầu Trung Cộng phải trả lại Hoàng Sa Trường Sa cho đất nước chúng ta. Cho nên tôi mặc chiếc áo này. Đây, chiếc áo này cũng là tưởng nhớ tới anh Việt Dũng, là người đã đề xe ra chiếc áo này của phong trào Hương Ca. Thưa quý vị, và một lần nữa, chúng ta đến đây cũng để hỗ trợ tinh thần đấu tranh của đồng bào trong nước, cũng như là đặc biệt là linh mục Nguyễn Văn Lý. Vì trong nước gặp rất nhiều khó khăn, không những là bị bắt bớ giam cầm, mà còn ngay cả tinh thần cũng bị lăng mạ. Việc mà chúng ta đến đây để chứng tỏ rằng là dầu cho những kẻ nào lăng mạ, nhục mạ, khỉ báng linh mục Nguyễn Văn Lý, nhưng mà đồng bào chúng ta vẫn tin tưởng và đến đây để hỗ trợ tinh thần của Ngài, cũng như tất cả các bà con trong nước. Vì thế chúng ta có mặt hôm nay, một lần nữa chúng tôi hô, chúng tôi là Hoàng Sa, quý vị trả lời là Việt Nam, Trường Sa, quý vị trả lời Việt Nam, để yêu cầu Trung Cộng phải là Hoàng Ngã Sơn Hà, trả lại sông núi chúng ta. Hoàng Sa! Việt Nam! Trường Sa! Việt Nam! Hoàng Sa! Việt Nam! Trường Sa! Việt Nam! Và xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, tôi xin nói tiếp chương trình tiếp tục như sau. Một vị đại diện của một cộng đoàn đoàn thể sẽ phát biểu, sau đó các em thanh niên sẽ hát bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ, sau đó là giờ phút quốc trọng sẽ cờ Trung Cộng ngay trước cái lãnh sự quán Trung Cộng đường ra đây. Xin trân trọng mời một vị đại diện Việt Quốc, chúng ta mọi đảng phái tôn giáo yêu nước, chúng ta được kết hợp để mà chiến đấu. Xin mời đại diện Việt Quốc. Đây, anh Phan Như. Kính thưa anh Nguyễn Phú, kính thưa anh Quỳnh Lương Thiện và thưa tất cả quý vị trong ban tổ chức cuộc biểu tình chống Trung Cộng ngày hôm nay. Thì nhân cái dịp mà Tập Cận Bình đi qua thăm Tổng thống Donald Trump, chúng ta có mặt ở đây, tôi có mặt ở đây vì chúng tôi thấy rằng quý vị không ngại trời mưa, không ngại đường xa, không ngại cái lạnh của San Francisco đến đây bày tỏ một cái sự phản đối với lại Trung Cộng. Vì quý vị cũng đã biết rằng tất cả những người dân Việt Nam khi lên tiếng chống lại Cộng sản Việt Cộng cũng như là Cộng sản Trung Cộng thì đều bị đánh đập một cách dã man, và đồng bào đã đổ máu vì bày tỏ cái tiếng nói ôn hòa của mình, đòi cái quyền lợi của người dân, đòi cái môi trường sạch, đòi cái cuộc sống có nhân quyền. Tuy nhiên Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng là không bao giờ đáp ứng được cái nỗi mong muốn của người dân thấp cổ bé miệng của chúng ta tại miền Trung. Biển đã chết, nguồn cá để nuôi sống dân đã chết. Chúng ta đã bày tỏ một cái tiếng nói cho quốc tế cũng như tất cả đồng bào chúng ta tại hải ngoại, vì tiếng nói của chúng ta sẽ không bị đàn áp và chúng ta được bảo vệ bởi luật pháp Hoa Kỳ. Rất vui khi được đứng đây cùng tất cả quý vị. David China! David China! David China! David China! Get out of Vietnam! Red China! Get out of Vietnam! Xin cảm ơn tất cả quý vị. Ok, bây giờ để thay đổi lưu quý mạnh dạng chút. Jenny Quang điều khiển hát một bản cho anh Hùng nha. Xin mời các cô, các chú hát với lại tụi con bản nhạc Việt Nam quê hương ngạo nghễ.
Đại diện của Lương tâm Công giáo phát biểu. Chúng tôi thấy bên kia đường có một phóng viên gọi là người lạ, hình như anh ta thuộc về phía Trung Cộng đứng chụp hình. Tôi thấy mình trừng mắt anh đi rồi, định mời lại anh đi rồi. Vâng, cảm ơn anh. Mời chị tên Lương tâm Công giáo. Đại diện xin kính thưa quý đồng hương, chúng tôi xin đại diện tổ chức Lương tâm Công giáo đến đây hôm nay cùng sát cánh với các hội đoàn chống cộng ở vùng Bắc Cali để nói lên cái tinh thần đoàn kết của chúng ta, và cũng như đặc quan trọng hơn cả là để nói lên cái sự liên kết của chúng ta với các hội, các cái tổ chức chống cộng, các tổ chức đòi dân chủ cũng như các tổ chức chống ngoại xâm ở trong nước. Thì thưa quý vị, mặc dầu chúng ta ở đây không có bị bắt bớ, không có bị trù dập, nhưng ở trong nước đã gặp muôn vàn khó khăn và họ đã can đảm đứng lên để biểu tình, thì lẽ nào chúng ta ở đây lại tiếp trợ, không chung tay với họ. Vì thế chúng tôi rất là cảm kích thấy tinh thần đấu tranh của đồng bào vùng Bắc Cali của chúng ta vẫn còn mạnh mẽ. Và tôi hy vọng rằng cái sự yểm trợ của đồng bào Việt Nam ở hải ngoại, cùng với cái sự nổi dậy, cùng với cái sự ý thức của đồng bào trong nước, chúng ta sẽ có thể làm một cái gì đó để mà cứu đất nước khỏi đại họa ngoại xâm. Và tôi tin rằng cái dòng máu bất khuất, dòng máu anh hùng chống ngoại xâm của người Việt chúng ta trải qua cả ngàn năm lịch sử, từ Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hai Bà Triệu và tiếp diễn tới bây giờ, thì tôi hy vọng rằng với cái dòng máu chống ngoại xâm đó, dân tộc Việt Nam của chúng ta sẽ bất khuất, sẽ đứng lên và để bảo vệ sự trường tồn của dân tộc cũng như sự vẹn toàn lãnh thổ của quốc gia. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và xin đoàn kết sẽ luôn luôn sát cánh với các hội đoàn chống cộng Bắc Cali để đấu tranh cho đất nước Việt Nam chúng ta. Xin kính chào quý vị. Vâng, cảm ơn chị Trình rất là lưu loát tốt. Thưa quý vị, trước khi chúng ta đốt cái cờ đỏ của Cộng sản, chúng tôi xin mạn phép có một cái thông báo nhỏ. Trong cái mùa quốc hạnh 30 tháng 4 năm nay, ngay tại San Francisco, chúng tôi tổ chức một cuộc tế lễ, đại lễ giỗ tổ Hùng Vương. Năm này chúng tôi đặc biệt làm lớn tại vì nước nhà sắp sửa mất về tay Trung Cộng. Chúng tôi muốn thấy cái hình ảnh của quốc tổ dựng nước và giữ nước. Cho nên chúng tôi tổ chức một cái lễ rất là lớn với việc yểm trợ
của Hậu Quán Đa Bình Đẳng, của Dương Hồng Thời Đại đến để làm tế lễ rất lớn. Mong rằng quý vị đến tham dự rất đông cho vui. Thưa quý vị, vào ngày 9 tháng 4, Chủ nhật 19 tháng 4, quý vị xem báo Việt Quần Vịnh phóng lên một lần nữa để mời bà con. Thưa quý vị, chúng ta khám bế lời chú ý, chúng ta sẽ cờ cộng sản đau viết không gì. Đau. China get out Việt Nam. China get out Việt Nam. Đây là cái lá cờ mà phải nói là dơ bẩn nhất của đảng Cộng sản cơ Trung Cộng. Cho nên hôm nay Jenny đại diện để xé cái cờ khốn nạn mất dạy này, để cho đồng bào Việt Nam nó được tiếng nói. Quý vị có thể dọc chân lên lá cờ máu. Chúng ta gọi đó là cờ máu. Đừng làm bậy. You can take picture of your flag. Yeah, thank you. You can take my picture. Okay, go ahead. We don't care. Okay. Dạ, thì kính thưa các bạn, có một số đồng hương thắc mắc là Tập Cận Bình tới Mỹ mà chúng ta biểu tình ở đây làm sao nó biết được. Thưa các bạn, nó sẽ biết được, bởi vì ngày hôm kia là ngày 4 Tây, thứ ba 4 Tây là Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ đã phát động một cái công tác là đăng một lá thư ngỏ hoặc là open letter gửi cho Tổng thống Donald Trump, mà nội dung là tố cáo những cái tàu xâm lược của Trung Cộng mà đại diện là Tập Cận Bình. Nhân ngày mà Tập Cận Bình tới gặp Tổng thống Donald Trump, thì thứ vị ngày thứ ba, ngày 4 thứ tư, nguyên trang thư ngỏ của cộng đồng người Việt chúng ta gửi cho Tổng thống Donald Trump để mà kết án Tập Cận Bình cũng như là Cộng sản Việt Nam, và đã đăng trên nguyên trang trên tờ Washington Times, là tờ nhật báo khá lớn tại Washington DC. Thì chúng tôi xin được thông báo, và trong đó có sự đóng góp của rất nhiều đồng hương tại San Jose, tại Berkeley cũng đã đóng góp tài chính để chúng ta thực hiện được đăng lá thư ngỏ gửi cho Tổng thống Donald Trump để mà lên án Tập Cận Bình đã đăng ngày 4 tháng 4 vừa qua. Xin cảm ơn quý vị. Cái 4 tháng 3, vâng. Tôi tên Nguyễn Cao Tuyết, và trong Facebook của tôi là Tuyết Cao và Cao Tuyết. Tôi là một người vừa ở Việt Nam qua đến đây được một ngày và khoảng vài tiếng thôi. Tôi tham dự biểu tình ở Việt Nam hồi tháng 5 năm 1916 và những ngày vừa qua. Và đồng thời tôi về tôi giúp đỡ các anh thương thuyết binh Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đi đến đâu nó đưa tôi đến đó. Nó bắt các anh em đi. Tôi ở Việt Nam. Kết quả là nó truy nã tôi. Nó cho người đến từng nhà các anh chị em tôi. Giờ này tôi đứng đây tôi biết là gia đình tôi một lát nữa bên đó sẽ khổ với nó, nhưng mà tôi không sợ. Có nhiều người kêu tôi là đi, đừng có về Mỹ. Nhưng mà tôi nói trước, tôi sẽ về. Tôi không vào đường phi trường. Tôi sẽ vào đường bộ. Tại vì chúng mày á, xin lỗi mấy cái thằng ở Việt Nam, tụi bay ăn hối lộ, tụi bay vừa ăn hối lộ của tao gần 1.000 đô, làm giấy tờ của tao xong rồi thì tống tao ra, tao ra phi trường đuổi tao, cái mặt tao nè, tao không sợ chết đâu. Cảm ơn chị, tốt quá, quá. Bữa nào tôi mời chị lên biểu tình trước sứ quán của Việt Nam 1700 California. Cho nên chúng ta nhấn mạnh quyền của Trung Cộng đối với Việt Nam. Cảm ơn đã trải lòng mình vô đối với kẻ nội đô thì chúng ta cũng chấu mừng, nhất là tụi sống lớn. Ok,
Bây giờ đến giờ phút tu hành, mời quý anh cầm cờ hướng về phía trước và dẫn đồng bào đi vòng quanh khu này. Now with China! Yeah. Yeah.
Let China get out, Vietnam! Let China get out, Vietnam! Let China get out, Vietnam! Can't throw stuff.
Okay, sweeten up. This is vandalism. Vandalism. But not at the wall, okay? Come on, get up, walk to the door, okay? You gotta let everyone make sure they can get in, okay? Yeah, in the building. Yeah, we need it. Okay, you need that? Okay. No throwing stuff though, please, okay? Yeah, okay, don't throw it through the wall, okay? Thank you. Way clear for people walking so we cannot step on this street. Đi mua hàng nhà sản xuất cái đồn chưa? Đúng rồi. Nó vô nó cầm đen mình. Rồi đó. Không phải cái đó là cái gì đó, phải mực không? Thật quá. Kính chào quý vị, tôi là Nguyễn Phú, hội HO San Francisco và cũng là đại diện khối tấm bóng 06 Hoa Kỳ. Hôm nay chúng ta tập hợp tại đây để gồm có nhiều đoàn thể của Bắc Cali để nói lên cái lòng căm phẫn, sự xâm chiếm đất nước, hải đảo Việt Nam của bè lũ Trung Cộng. Chúng tôi thấy rất là nhiều đoàn thể đã đến đây phối hợp với chúng tôi trước khi thế tấn công và nói lên cái nguyện vọng của người dân yêu nước ngay trước sứ quán của Trung Cộng tại San Francisco. Trân trọng kính chào quý vị.